Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn giao thông tại huyện Lang Chánh. Nhìn từ vụ tai nạn xảy ra tại huyện Lang Chánh cảnh báo tình trạng để người ngồi trên cabin xe vượt quá quy định. Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa và huyện ủy Ủy ban dân huyện Lang Chánh về nguyên nhân và công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại bản Hắc, xã Chí Nam, huyện Lang Chánh. Sau khi nghe Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, huyện ủy Ủy ban dân huyện Lang Chánh báo cáo sơ bộ tình hình tai nạn và công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đánh giá cao nỗ lực của lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn đưa người đi cấp cứu điều tiết giải tỏa giao thông về nguyên nhân vụ tai nạn, mặc dù đang trong quá trình điều tiết, song đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông, thông quốc gia đề nghị lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa cần tập trung kiểm tra vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trong việc quản lý giám sát đội ngũ lái xe, có tình trạng doanh nghiệp vận tải phó mặc cho lái xe chở quá tải, chở người trên cabin vượt hơn gấp 2 lần so với quy định cho phép. Honda Phương Hà vừa phối hợp với Ban giám hiệu các trường tiểu học xã Tân Phúc và trường tiểu học xã Tân Thọ, huyện Đông Cống tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông vì nụ cười trẻ thơ cho giáo viên và học sinh trong nhà trường. Hơn 700 giáo viên học sinh và trường tiểu học xã Tân Phúc và trường tiểu học xã Tân Thọ, huyện Đông Cống đã được kỹ thuật viên của Honda Phương Hà tuyên truyền về trật tự giao thông, cách đội mũ bảo hiểm đúng, tư thế ngồi trên mô tô xe máy an toàn hướng dẫn cách nhận biết hệ thống biển báo giao thông đường bộ, đường sắt và cách xử lý tình huống, sự cố khi tham gia giao thông. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào vì nụ cười trẻ thơ do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức cho trẻ trong việc tuân thủ các quy định pháp luật trật tự giao thông nói chung và quy định bắt buộc đối mũ bảo hiểm cho trẻ nói riêng. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự giao thông, góp phần ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trong đêm ngày 22 tháng 3 tại xã Chí Nam, huyện Lang Chánh. Tuy nhiên, bước đầu kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng nhận định vi phạm thấy rõ của lái xe ô tô tải tự gây tai nạn là để quá số lượng người ngồi trong cabin, trong khi theo quy định chỉ cho phép 3 người. Một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 530, tại bản Hắc, xã Chí Nàng, huyện Lang Chánh, không khí tăng thương vẫn bao trùm trên địa bàn xã. Bà đau vào đau cả tim luôn, bà thương mấy nhà mô cũng khó khăn, bà bà con còn nhỏ, mới là không có ai về sớm là có mẹ đưa đoàn con đi học về nhưng mà bây giờ có lấy ai đưa đoán. Được biết, Chí Nang là xã khó khăn của huyện Lang Chánh ngành nghề chính của người dân trên địa bàn xã là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, ngoài thời gian làm nông để có thêm thu nhập, một số người dân trong xã thường theo ô tô tải đi bốc thuê keo và lâm sản. Thông thường, sau khi xếp keo lên xe, tốt thợ sẽ tự đi xe máy của cá nhân về hoặc ngồi trong cabin theo xe về. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong khi số người ngồi trên cabin quá quy định cho phép. Cái việc mà người điều khiển phương tiện chở quá số người phương tiện ở trên cabin là một nguyên nhân đã gây ra một thiệt hại lớn hơn. và theo quy định thì phương tiện này là chỉ được chở 3 người, trong đó có một lái xe và hai người, nhưng mà đã chở tới 7 người. Thế và cái thứ hai nữa là chúng tôi đang tập trung để kiểm tra cái việc là có chở quá tải hay không. Trên địa bàn Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An và nhiều địa phương thì có cái tình trạng là sử dụng những cái xe quá niên hạn và và cái hiện tượng mà chở người trên cabin mà chở nhiều người trên cabin không phải là cá biệt. Vì vậy cho nên chúng ta phải có cái một cái chuyên đề tuần tra kiểm soát để xử lý cái hành vi vi phạm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.